xin chào mọi người, mình là Thư và hiện tại đang có mặt tại Lotte Mart quận 11. Và mình sẽ tham gia một cuộc thi có tên là Thử Tài Mất Bang. Và trước mặt mình hiện giờ là một cái mẹt rất là bự và có là thịt bò nè, tôm, chả cá, thanh cua, nấm và rất là nhiều loại rau nữa, cái nào cũng nhìn rất là tươi và ngon hết. Và bên cạnh mình là một có một nồi lẩu nãy giờ nó bốc khói lên và mình cảm thấy rất là đói rồi, cho nên là mình sẽ bắt đầu ăn luôn. Mời mọi người cùng mất bang nước mình nha. Và bây giờ nồi lẩu cũng sôi rồi á, thì mình sẽ cho lần lượt là chắc là bắp trước đi, nó lâu chín. Rồi tôm nè. Nhìn tươi quá các bạn ha. Rồi chả cá nha. Dùng cái này luôn cho nó nhanh, tại mình cũng đói lắm nè. Lùa nó chứ. Rồi tiếp theo là nấm chua, nhìn màu đã đỏ, cho em nhỏ nó mình. Rồi mình sẽ đợi nó sôi lại xong rồi mình sẽ nhúng thịt bò vô ăn cho nó tươi ha. Trong lúc ngồi chờ thì mình sẽ kể cho mọi người lý do vì sao mình tham gia cuộc thi này ha. Tại vì là ở công ty với lại ở trên trường mình là người kiểu như là gần như là ăn nhiều nhất mà mọi người khác từng thấy luôn. Cái xong rồi ai cũng kêu là ừ Thư ơi, mày ăn nhiều vậy á thì mày quay mất bang đi. Nhưng mà mình ngại lắm, mình không có dám quay mất bang. Nhưng mà lúc mà có cuộc thi này nè, Lotte Mart mở ra thì mình đã đăng ký xong rồi, cũng may là lọt qua vòng casting cho nên bây giờ mình mới được ăn một cái nồi lẩu ngon như vậy. Nói chung là lời nồi lẩu. Không biết chừng nào nó mới sôi đây. Thì trước giờ mình và gia đình cũng rất là hay đi Lotte Mart và cái mình theo mình nhận thấy thì đồ ăn của Lotte Mart rất là tươi ngon và hợp vệ sinh nữa. Mình quay ở đây mà đối diện mình là có một cái quầy sushi deli. Nãy giờ là mình ngắm mấy con tôm với lại cá hồi là mình thèm lắm rồi. Chắc là sau mình khi mình ăn nồi lẩu này có thể là mình sẽ ăn thêm một hộp sushi nữa cũng được luôn á. Bây giờ thì trong lúc đang sôi mình sẽ nhúng thịt bò ăn trước ha, chờ để đói. Bò rất là tươi. Thôi bỏ vô hết luôn đi nha, mình ăn cũng nhanh mà. Rồi, miếng này đã chín rồi nè. Thịt bò thì rất là mềm và ngọt, còn nước lẩu thì chua chua cay cay. Chà, có vẻ là nấu cũng hơi lâu á, cho nên chắc là mình sẽ cho hết một lần vô luôn rồi mình ăn cho nó nhanh nha. Thanh cua nữa nè, mình ăn thanh cua.
quá, may quá, cuối cùng nó cũng đã chín rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn những cái bánh bao trước tiên nè. Bò rất là ngọt và mềm nha mọi người. Thấm vị lẩu chua chua cay cay nữa, rất là kích thích vị giác. Mình sẽ ưu tiên ăn thịt bò trước vì để lâu nó sẽ bị dai, không có ngon nữa. Và thật ra thì mình cũng là người rất là thích thịt bò. Sau thịt bò là hải sản. Nói chung là trong đây có gì mình rất bừng hết. Cay quá. Mình sẽ thử đến con tôm này. Rất là tươi, rất là ngọt. Và mình làm biến bóc vỏ nhưng mà vỏ nó lại rất là mềm, cho nên không sao cả. Thật ra bình thường mình rất là ít ăn cay, nhưng mà đối với món lẩu Thái này đó, thì cay một chút mới ngon. Với lại nó cũng kích thích mình ăn nhiều hơn nữa. Bây giờ mình sẽ lấy một ít bún và thêm miếng nước lẩu. Tại nãy giờ á, mình thích ăn thịt cho nên mình toàn gắp thịt ra ăn trước không nè. Thật ra đó cũng là một bí quyết của mình. Ăn thịt trước rồi mọi thứ tới sau thì sẽ ăn được nhiều quá mọi người. Nước lẩu đúng đậm đà luôn. Nãy mình lỡ bỏ nhiều rồi ăn quá, giờ không có chỗ bỏ đâu. À, giờ thì rau đã chín rồi nè. À, thật là ngon quá. Lâu rồi đó mình mới ăn một bữa lẩu rất là thỏa mãn như này luôn. Thì rất là cảm ơn Lotte Mart đã mời mình đến tham dự cuộc thi này. Xin chào các bạn.